Còn các bạn nhỏ không đi câu mực với bảo mẫu Thanh Thức và huấn luyện viên Hồng Sơn sẽ được bảo mẫu Hồ Bích Trâm dẫn đi tham quan chợ đêm Phú Quốc. Hy vọng các bạn nhỏ sẽ có thêm những giây phút giải lao thư giãn thật vui vẻ mà lại bổ ích nữa chứ. Đồ ăn kìa, đồ ăn kìa. Hồ Bích Trâm. Diễn viên Hồ Bích Trâm á. À chà, cô Trâm có nhiều fan hâm mộ ghê ha. Đã tới chợ rồi mọi người ơi. Bây giờ mình uống cái gì? Uống trà sữa không? Con nói là con ốc. Con nói là con... Ủa, con kia môi đỏ không cô? Không biết nữa, không biết con nói tên gì. Ui trời, hải sản nhìn đã ghê chưa? Ai muốn ăn hải sản không? Ông ở lại ngang một mình con đi. Ui trời, đã quá kìa. Bấm không? Dương! Cô đừng có quay, cô quay cho cô không cho con ăn. Này là con nhâm biển. Nhâm biển ở trong có trứng nữa, ăn con này bao giờ chưa? Chưa. Rồi ạ. Chưa ăn à? Rồi con mua đi. Chưa ăn thì thôi nhịn tiếp đi nha. Nhịn tiếp đi nha. Trời. Con này ăn chưa? Chưa. Lại nhâm đi. Cổ Trầm cứ ghẹo mấy bạn hoài. Nhìn là biết các cầu thủ nhí thích mê mấy món hải sản này lắm rồi. 30.000 một con. 30.000 một con. Mình chỉ có ngân sách là 500.000 thôi. Bây giờ mình ăn hai con thôi nha. Ok, cũng được. Ăn thử thôi. Chị lấy cho em hai con đi chị. Nướng trứng hay là nướng hỏa hành vậy? Dạ, nướng trứng đi chị. Nướng trứng. Chị lựa con nào bự bự đi. Lấy cho con em 30.000 con nhỏ xíu. Đó, được rồi. Con muốn ăn gì nữa không? Không ăn bạch tuộc không? Ăn một con bạch tuộc nhá. Dạ vâng. Con ăn thử một con bạch tuộc. Lấy một bạch tuộc bao nhiêu chị? Rồi lấy một phần bạch tuộc. Bây giờ mình sẽ trong thời gian mình chờ nướng. Mình đi tìm trà sữa đi ha. Mình đi trà sữa mình mua đi, mình về qua bên đây nha. Bút mày bút châu à? Chị ơi nướng đi xíu tụi em quay lại nha. Đi tìm trà sữa tụi con, đi tìm trà sữa đi, hồi quay lại ăn. Cô Trâm hứa đi mua trà sữa mà lại dẫn mấy cầu thủ nhí đi đâu ấy nhỉ? Tôm ca còn đang trên vườn. Nhìn mặt em mà anh thấy thương. Tâm Trâm ơi! Này nhá, không có. Có xong chưa cô? Tụi em ăn ở đây rồi. Chưa trả tiền, trả tiền cho ta chưa phải không? Rồi. Wow, vô đây. Wow, nhìn mấy con nhung biển này hấp dẫn quá đi á. Em ơi. Ô, còn một cái con nè, mỗi bạn một cái nè. Ăn thử ngon không nha. Đi Phú Quốc là phải ăn nhum. Cái này là bạch tuộc. Cô sẽ ăn thử bạch tuộc. Trứng. Ngon không? Ngon ạ. Nhưng con ăn rồi nhưng con bây giờ con chú. Bị ăn trứng. Cái con này là đâu hả cô? Dưới biển. Nhưng mà nó trong này là chỗ nào? Đây. Đây nè, cái thịt của nó là cái này nè. Đây nè, đó. Xong rồi chúng ta sẽ ăn thử. Ăn bạc tuộc. Ăn cái pate ấy nhỉ? Ừ. Đây là pate. Cái này nha cô. Trời ơi. Đây, dương. Đó, tao không ăn được cay mà buồn cười nhỉ? Nóng. Cô Trâm chơi kỳ thật luôn á. Ăn bằng cái cay nè. Ủa, lần đầu tiên ăn nhum phải không? Ngon không?